Thì Dương xin kính chào quý anh chị. Trong lòng của Dương nó vẫn có một cái sự ấm ức lắm anh chị, tức khó chịu lắm, cho nên là Dương phải làm một cái video clip như thế này. Anh chị, là mấy hôm nay đó, là mấy anh chị có đọc tin rằng là ông Võ Hoàng Yên á, là được báo chí đưa tin rằng là những cái sự tố cáo của bà Phương Hằng đó, anh chị tố cáo ông Yên, thì bây giờ là cảnh sát, công an nói rằng là số tiền mà bà mấy chục tỷ mà bà Phương Hằng đưa cho ông Yên đó là cái sự tự nguyện. Cụ thể như là trong một cái trang báo Thanh Niên đó anh chị, vụ bà Nguyễn Phương Hằng tố ông Võ Hoàng Yên chiếm đoạt tiền không có dấu hiệu tội phạm. Theo cơ quan công an đó, thì vụ bà Nguyễn Phương Hằng tố ông Võ Hoàng Yên chiếm đoạt tiền không có dấu hiệu tội phạm. Ngày 14 tháng 1 đó, thì cơ quan công an thành phố Hồ Chí Minh đã quyết định không có khởi tố vụ án hình sự vụ bà Nguyễn Phương Hằng tố ông Võ Hoàng Yên chiếm đoạt tiền vì không có dấu hiệu tội phạm. Đó. Và cụ thể là cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đã có thông báo gửi đến ông Võ Hoàng Yên và bà Nguyễn Phương Hằng về việc giải quyết tin báo tố về việc giải quyết tin tin báo tố giác tội phạm. Thì theo đó, đó cơ quan cảnh sát điều tra công an là cho biết qua xem xét xác minh nội dung tố cáo của bà Nguyễn Phương Hằng 50 tuổi ngụ ở quận Nhất đối với ông Võ Hoàng Yên 47 tuổi ngụ tỉnh Bình Thuận đã không có dấu hiệu tội phạm, nên cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đã quyết định không khởi tố vụ án hình sự. Đó. Thấy chưa? Rồi còn rất là nhiều luôn, và quyết định này đã được Viện Kiểm soát Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh phê chuẩn hết. Thì nó một cái nội dung nó rất là dài, nhưng mà trong cái nội dung này anh chị là anh chị thấy rằng là bà Phương Hằng đó, bà đã đem bằng chứng, bà làm rất là nhiều video clip, bà lên bà nói ông Võ Hoàng Yên nó lừa đảo chiếm đoạt tài sản, và trong khi bà là một người bà biết rõ là những cái việc gì đã xảy ra với bà với Võ Hoàng Yên, và ngày hôm nay chính bà là người gì anh chị đi ra tố cáo ông Võ Hoàng Yên, và cuối cùng thì đối với bà thì ông Võ Hoàng Yên là người có tội, và bà nghĩ rằng là bà tố cáo ông Võ Hoàng Yên đó thì ông Võ Hoàng Yên này sẽ bị trừng trị bởi pháp luật, và bà nghĩ rằng là luật pháp công bằng đó. Thì ngày hôm nay cái câu chuyện nhân quả để Dương nói cho anh chị nghe. Bây giờ nếu như bây giờ trong bả hơn ai hết, bả chính là người biết được rằng là giữa bả với ông Võ Hoàng Yên nó có cái khúc mắc gì. Đó, bây giờ luật, bây giờ là phía công an nó đã ra tay rồi và nó cho rằng là ông Võ Hoàng Yên không có tội. Đối với là cái vụ tố cáo của bà Nguyễn Phương Hằng này với ông Hoàng Yên thì ông Hoàng Yên đối với bà Phương Hằng là không có tội gì hết. Nó không có xét rồi ha. Bây giờ là lúc ban đầu cái sự việc bùng nổ lên và bà Phương Hằng xuất hiện trước công chúng là cái vụ việc của bả với lại ông Võ Hoàng Yên. Rồi sau đó một thời gian là thấy cái vụ ông Võ Hoàng Yên có cái vẻ gì đó không ổn ha, bắt đầu là đánh qua tới cái giới gì, đánh qua tới cái giới nghệ sĩ. Rồi bắt đầu là bây giờ tới cái giới nghệ sĩ anh chị, là công an đã chứng minh rằng là cái giới nghệ sĩ không có lạm dụng vô cái tiền quỹ, có nghĩa là không có tham, không có làm, không có cái kiểu giống như là nó bà tố cáo giới nghệ sĩ là gây quỹ, và từ cái việc gây quỹ đó thì có bòn rút riêng cho mình. Đó, thì bây giờ công an cũng chứng minh rằng là giới nghệ sĩ này họ không có vi phạm gì hết. Nó và cái số tiền trong tài khoản của họ là giống như là họ còn bỏ tiền thêm vào trong các cái đợt mà gây quỹ để họ giúp đỡ cho người nghèo. Có nghĩa là bây giờ là công an nói là Hoài Linh vô tội, Đàm Vĩnh Hưng vô tội, nói ca sĩ Thủy Tiên vô tội. Đã công an kết luận với lại trên báo chí là những người này vô tội và báo chí đưa tin rồi. Nhưng mà đến ngày hôm nay á, bà Phương Hằng vẫn gì anh chị? Vẫn nói rằng là ca sĩ Thủy Tiên vẫn có tội. Có nghĩa là gì anh chị? Bà Phương Hằng là ai mà bà cho bà có một cái quyền quyết định trong cái ngày hôm nay là luật pháp tại Việt Nam đó. Bà nói người ta có tội là người ta có tội à? Đâu có đâu. Nói cho nên ngày hôm nay bà nói Võ Hoàng Yên, bây giờ công an sao? Công an đi ngược lại với cái sự tố cáo của bà. Bà mong chờ là gì? Bà mong chờ công an sẽ vào cuộc và sẽ có một cái luật pháp công bằng. Bà bị mất tiền, bà bị dạy. Và trong khi á, nếu mà nói về trường hợp của ông Võ Hoàng Yên á, là cũng có nhiều người đứng lên chứng minh rằng là ông Võ Hoàng Yên đi khám bệnh cho người ta nhưng mà khám bệnh không thành. Có rõ ràng, có bằng chứng, có nhân chứng đứng lên, người ta nói đàng hoàng. Người ta đưa con người ta đi vô khám bệnh rồi bắt đầu ông Võ bập xong. Rồi cái bắt đầu hỏi khỏe không khỏe này, rút cuộc về con của người ta đâu có bớt đâu mà người ta cũng mất tiền. Rồi có người ở bên Mỹ đem tiền về Việt Nam để mà mong điều trị cho con. Nó đặt giờ đặt lịch đã luôn, đem mấy chục ngàn về Việt Nam, mấy chục ngàn đô anh chị, về để gặp ông Võ Hoàng Yên để điều trị. Nhưng mà không thành. Nhưng mà gì thì những người đó không có đứng ra tố cáo thì nghĩ rằng là bà Phương Hằng mà đứng ra bà tố cáo thì có thể là sẽ mang lại gì cái sự trong sạch ha. Có nghĩa là sẽ tố cáo được ông Võ Hoàng Yên.
Nhưng mà ngày hôm nay là nói về vấn đề là cái đơn tố cáo của bà Phương Hằng đó, là tố ông Yên là bởi vì nói ông Yên lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thì bây giờ là công an nói là ông Võ Hoàng Yên vô tội. Đó, vậy thì suốt một cái thời gian ròng rã và cái câu chuyện khởi đầu là bà Phương Hằng tố ông Võ Hoàng Yên. Và vậy thì ngày hôm nay cái kết luận sau cùng của công an là gì? Nói ông Võ Hoàng Yên không có liên quan gì hết. Và họ đã không khởi tố cái vụ án hình sự này. Sao? Bây giờ bà Phương Hằng làm gì? Mà một chuyện. Bây giờ quay qua là nói là nằm mơ cái giới ca nghệ sĩ gây quỹ rồi xong là làm giống như là bắt người ta phải sao kê. Không biết ai là dẫn dắt cái chuyện này nữa, rồi bà kêu người ta phải sao kê lên, bà nằm mơ, bà thấy ở trong ngân hàng như vậy, bà thấy vậy vậy, bà nằm mơ. Rồi rốt cuộc bây giờ phía công an cũng đi kết luận là phía nghệ sĩ họ cũng không có làm, không có tham, không có chiếm đoạt cái số tiền gì hết. Nó bây giờ là với những cái người mà bà vu khống, bà bịa chuyện, bà dựng chuyện là bà hại người ta đó, bỏ làm cho người ta sức bất sang ban một thời gian dài, rồi bây giờ người ta công an cũng vào cuộc và người ta cũng không có tội gì. Rồi bây giờ tới cái tỉnh thất Bồng Lai. Tới cái tỉnh thất Bồng Lai là tại sao đến bây giờ là cái vụ của Hoàng Yên, ông Võ Hoàng Yên vô tội. Rồi bây giờ tới cái đám nghệ sĩ cũng không có tội luôn. Cái giới nghệ sĩ đó, bà Phương Hằng bắt nêu lên, người ta cũng không có tội luôn, công an nó không có tội. Nhưng mà tại sao cái tỉnh thất Bồng Lai này bả mới vào sau này? Cái tỉnh thất Bồng Lai này ngày hôm nay á, nếu mà mình tìm hiểu ra thực sự ra tỉnh thất Bồng Lai, nếu mà nói về cái mức độ nguy hiểm anh chị, thì làm sao mà họ làm họ gây nguy hiểm bằng ông Võ Hoàng Yên được? Tại vì ở tại bên Na Uy này anh chị vẫn có một số cá nhân nè, tại bên Na Uy này có một số cá nhân mà khi ông Võ Hoàng Yên ổng đi qua đó anh chị, và khi ông khám bệnh ổng làm cho người ta có một cái số vấn đề về sức khỏe, trước khi mà gặp ông Võ Hoàng Yên người ta không có sao hết, nhưng mà sau khi gặp ông Võ Hoàng Yên thì người ta gặp nạn. Có một số người bên đây mà người ta im, người ta không dám làm, người ta không dám làm lớn chuyện, là bởi vì sao anh chị? Là bởi vì cái dạng cái bộ máy truyền thông, cái cơ quan truyền thông của ông Võ Hoàng Yên quá lớn, mà trong nước cũng có người làm chứng, trong nước cũng có người làm chứng, và ông Võ Hoàng Yên ông đi khám bệnh ông không có lại, không có giúp cho người ta thực sự là hòa hết bệnh nó. Rồi ở ngoài nước cũng có, ở Mỹ cũng có ha, ở bên Na Uy cũng có ha. Nhưng mà đến ngày hôm nay thì bà Phương Hằng làm được gì ông Võ Hoàng Yên không? Không, nó vô có bên ai hết á, Dương công tâm mà Dương nói thôi anh chị. Rồi bây giờ đụng tới cái tỉnh thất Bồng Lai, tại sao quyết tâm là bây giờ bắt giam người ta? Trong khi là bà Phương Hằng bảo tố ông Võ Hoàng Yên từ lâu rồi, tại sao cơ quan cảnh sát điều tra không vô bắt ông Hoàng Yên để giam trước đi? Bắt giống như là bao nhiêu cái vụ án khác, ví dụ như vụ của Lê Chí Thành, phải không anh chị? Tại sao người ta tố rồi bây giờ không bắt, mà trong khi là ở phía cái tỉnh thất Bồng Lai nó chưa có bằng chứng, chưa có cơ sở gì hết thì dựng chuyện lên nói là người ta loạn luân. Nói người ta loạn luân rồi nói người ta lợi dụng tôn giáo để mà chiếm đoạt tài sản, xâm phạm tới lợi ích của cá nhân. Đó. Rồi bây giờ là nói là lợi dụng quyền tự do ngôn luận này kia nọ, lợi dụng tôn giáo để mà có âm mưu phá chính phủ, phá chính quyền nhà nước vậy. Ba cái này Dương lặp lại hoài. Trong khi anh chị không có nắm được cái bằng chứng gì của tỉnh thất Bồng Lai là phạm tội thì nhào vô bắt người ta. Thấy không? Nhào vô bắt người ta liền anh chị với cái tội loạn luân, và đến ngày hôm nay chưa có trưng ra được bằng chứng. Không trưng ra được bằng chứng để tố người ta loạn luân mà bắt người ta rồi. Đó. Và cái bằng chứng nào để nói người ta là lợi dụng quyền tự do dân chủ để chống phá chính quyền nhà nước nhân dân? Thì bây giờ là đưa ra những cái hình ảnh chụp là nói rằng là đi vào trong cái tỉnh thất Bồng Lai là tìm kiếm được một số cái giấy tờ tài liệu. Đó. Và có sự cấu kết với phản động. Là sao anh chị? Có nghĩa là họ giận nên họ muốn hại. Cái đối với Dương ngày hôm nay, Dương nhìn vào cái sự việc của bà Phương Hằng, đối với ông Võ Hoàng Yên, đối với cái đám ca nghệ sĩ tại Việt Nam, và đối với lại cái tỉnh thất Bồng Lai, thì anh chị thấy công an họ làm việc như thế nào? Anh chị nhìn vào đi. Tại sao cái vụ Võ Hoàng Yên rõ ràng là có người đứng ra nói ông Võ Hoàng Yên á, là bây giờ là ổng khám bệnh, ổng không chữa lành bệnh cho người ta, ổng lừa gạt tiền của người ta. Có không anh chị? Có. Bằng chứng rõ ràng, có nhân chứng đàng hoàng. Nếu bây giờ phía cơ quan điều tra họ muốn anh chị, thì họ điều tra là có người đứng ra làm chứng đàng hoàng. Tại sao không điều tra sự việc này? Thì rõ ràng là giữa ông Võ Hoàng Yên với cái đám công an Việt Nam là nó có cái chuyện gì rồi, đúng không? Tại sao bây giờ nếu mà nói về cái vụ án hình sự giữa bà Phương Hằng á với Võ Hoàng Yên á là không điều tra, nhưng mà trong một thời gian dài vậy tại sao không đi vào điều tra xem ông Võ Hoàng Yên cái khả năng và khám bệnh của ổng như thế nào? Đó, bây giờ đưa đó, bây giờ có biết bao nhiêu người sẵn sàng đứng ra làm chứng cho cái khả năng, cái năng lực của ông Võ Hoàng Yên, và ông Võ Hoàng Yên lừa tiền của ta bao nhiêu. Bây giờ có người làm bằng chứng đó, nhưng mà mình đang nói cái gì? Có cái sự liên quan gì ở đây giữa ông Võ Hoàng Yên với lại cái cơ quan công an? À, tại vì Dương thấy có nhiều tấm hình ông Võ Hoàng Yên đứng chụp với chính trị, nhưng với những người lãnh đạo lớn anh chị. Đó, rồi bây giờ sao anh chị? À, rồi cái giới nghệ sĩ cũng vậy. Bây giờ giới nghệ sĩ cũng vậy, vô tội, không có tội gì hết. À, trắng tội. Bà Phương Hằng là ngày đêm lên làm chương trình, nay kêu người này, mai kêu người nọ, mốt kêu người kia, kêu chửi ra rả ròng rã luôn. Rốt cuộc thì những người đó không có bị hết.
thì Duyên nghĩ rằng là chắc có lẽ là do những người này có mối quan hệ, phải không anh chị? Có tiền mà có mối quan hệ, có một cái tầm ảnh hưởng lớn. Cho nên anh chị nhìn đi, những cái người mà có một cái tầm ảnh hưởng lớn á, trong Việt Nam anh chị, họ ngu dại gì họ lên tiếng, họ chống lại cái chính quyền nhà nước Việt Nam, họ chống lại nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam. Tại vì á, họ họ phải không có để một cái phết phẩy gì hết để có chuyện thì họ mới được an toàn, chứ bây giờ mà họ đưa phết phẩy ra đụng chuyện một cái anh chị là không ai bảo vệ họ hết. Cho nên bây giờ những cái sự tố cáo của bà Phương Hằng là họ hoàn toàn là trắng án, không có tội hết. Nhưng mà tại sao cái vụ án mà Tỉnh Thất Bồng Lai là một cái vụ án gọi, có nghĩa là giống như là trong cái câu chuyện của bà Phương Hằng, Tỉnh Thất Bồng Lai là cái câu chuyện đứng cuối mà công an nhào vô trước, bắt trước. Trong khi đó là anh chị bằng chứng không có, tạo dựng bằng chứng giả, nói người ta loạn luân, nói người ta lợi dụng tôn giáo để mà chiếm đoạt tài sản, xâm phạm đến tài sản lợi ích của cá nhân. Mà bây giờ nó mình đã ở ngoài cuộc, đã mình đã nhìn thấy rằng là cái người mà đi tố cáo với Tỉnh Thất Bồng Lai đó là một cái tay mà thám tử cao đó. Nó mình có rất là nhiều cái đoạn video clip và nói rõ như thế này là Tỉnh Thất Bồng Lai không có dấu hiệu, họ không có bằng chứng để nói Tỉnh Thất Bồng Lai là loạn luân, cho nên không có vu khống được Tỉnh Thất Bồng Lai. Có một cái đoạn ghi âm nó rõ, như nói thiệt với anh chị, nếu mà bên cảnh sát á, anh chị ở Na Uy này nè, cái đoạn ghi âm đó mà lộ ra một cái là nguyên cái đám mà hại Tỉnh Thất Bồng Lai là mệt lắm. Tại vì sao anh chị? Có âm thanh rõ ràng, có âm thanh của cái người đó, người ta sẽ kiểm tra xem cái âm thanh này là của ai, và cảnh sát sẽ xác định được là cái âm thanh này là của ông Thắng và cái âm thanh của giọng thanh niên trẻ trẻ. Dung nghe là Dung biết giọng của thằng thám tử cao liền, Dung có coi clip của nó mà anh chị. Thì cảnh sát sẽ dựa vào cái đoạn video clip đó, ở phía bên Na Uy là người ta làm việc làm sao anh chị, có gì, có bằng chứng. Bằng chứng là gì? Những tin nhắn, những cái tấm hình, những cái đoạn video voice. Thì bây giờ có đoạn voice cho thấy rằng là Thuyền Am bị ám hại. Ám hại bởi ai? Bởi cha của con Diễm My. Mà cha Diễm My nói rõ rồi, bây giờ truyền thông vẫn đưa lên nói người ta luận luân, và thậm chí khốn nạn là như vậy nè anh chị. Nó chế hình, nó chế hình là của ông Lê Tùng Vân, nó chế hình người ta, nó chế hình Diễm My, rồi nó chế hình vô, nó khốn nạn như vậy anh chị, để nó định hướng dư luận đó. Thì bây giờ có một cái đoạn video clip mà anh chị lên trên YouTube anh chị gõ đi, có đoạn lộ thông tin rằng là Thiền Am bị hãm hại, rất là nhiều video clip đó. Nhưng mà ở trên Facebook có nhiều người vẫn không biết anh chị, thì họ vẫn a dua, họ chửi Tỉnh Thất Bồng Lai, họ nói rằng Tỉnh Thất Bồng Lai là hả lừa đảo, lừa gạt bởi vì lợi dụng tôn giáo. Mà bản thân người dân Việt Nam anh chị, phần đông người ta cũng không hiểu là tự do tôn giáo là cái giống gì. Tự tôn giáo tu là phải mặc áo vàng, tu là phải mặc áo cà sa, tu là phải này kia nọ. Nhưng nói thiệt với anh chị, nói về tôn giáo tại Việt Nam là ngày hôm nay loạn xạ sàn ngầu. Bản thân mình nhìn vô những ông thầy tu quốc danh mình chóng mặt nhức đầu luôn anh chị. Mình nếu mà mình nói tu, còn bây giờ cái nhóm người của Tỉnh Thất Bồng Lai họ chưa bao giờ họ nói rằng là cái chỗ của họ là cái chỗ của họ là nhà chùa hết. Họ chưa bao giờ họ xưng hô họ là hòa thượng hay là trụ trì ha, họ chưa bao giờ họ nói là họ là thầy tu. Họ chỉ là những cái người dân thường, họ tu tại gia mà thôi. Và họ trong đó họ thấy những cái người trong đó, ví dụ như họ cảm nhận, họ biết được Lê Tùng Vân là người có đạo đức, có đức hạnh, thì họ vào trong đó và họ tôn trọng và họ tôn ông Lê Tùng Vân lên. Dĩ nhiên anh chị, trong một cái ngôi nhà thì phải có người lớn kẻ nhỏ để mà có một cái sự trật tự trong một cái ngôi nhà đó chứ anh chị. Thì bây giờ ông Lê Tùng Vân là người lớn tuổi nhất, có hiểu biết, có đạo đức, thì dĩ nhiên mấy người đó phải kêu bằng thầy rồi. Và mấy đứa nhỏ thì kêu làm sao? Trong đó có bao nhiêu cái thế hệ người, một cái người là 90 mấy tuổi, có những người 60 mấy tuổi, có những người 40 mấy tuổi, có những người 30 mấy tuổi, có những đứa trẻ nhỏ 5-6 tuổi, thì họ phải xưng hô như thế nào? Thì dĩ nhiên phải có xưng hô là thầy hoặc là thầy ông nội là chuyện bình thường đó. Thì bây giờ có lộ ra những cái video clip tố cáo nói rằng là, cho thấy rằng là họ cố tình hãm hại cái Tỉnh Thất Bồng Lai. Có rồi anh chị, nếu mà anh chị muốn nghe thì trên cái YouTube của Dương cũng có, hoặc anh chị gõ là hé lộ thông tin mà ông Thắng hãm hại Tỉnh Thất Bồng Lai cũng có. Thì trong cái nội dung đó nói rằng là ông Thắng sẽ cố, có nghĩa là cố triệt hạ, cố hãm hại Thiền Am cho bằng được, bằng mọi giá, bao nhiêu tiền ông cũng chi để ông hại Thiền Am cho bằng được. Bây giờ đặt một cái câu hỏi là những cái nội dung này tại sao công an không vào cuộc để điều tra, để xem là ông Thắng vì lý do gì mà muốn hại Thiền Am, trong khi tố Thiền Am loạn luân là Thiền Am không có loạn luân. Mày vậy bây giờ cái lý do gì để ông Thắng hại? Mà không cần đó anh chị, nếu mà cái cơ quan công an điều tra chỉ cần biết rằng là cái sự hại Thiền Am là có cái mục đích của một cá nhân nào đó, là cái cá nhân nó phải chịu trách nhiệm anh chị, ảnh hưởng tới danh dự của người ta là cá nhân nó phải chịu trách nhiệm, chứ đâu có thể nào để ngày hôm nay những cái người trong Tỉnh Thất Bồng Lai vẫn đang bị giam, và người ta cũng không biết là những cái người trong Tỉnh Thất Bồng Lai ngày hôm nay nó ra làm sao, bởi vì cái miệng của bà Phương Hằng.
Vậy thì ngày hôm nay anh chị thấy rằng là nhất là bà Phương Hằng, tôi hỏi chị nè, trong khi chị đi tố cáo một người mà đối với chị họ là người không tốt, họ là người không tốt và chị với chị họ là người xấu và họ đang lừa gạt nó, họ đang hại người, và chị suy nghĩ cái gì khi mà phía công an nói rằng là họ không truy tố cái vụ án hình sự này và họ nói rằng ông Võ Hoàng Yên này ông không có tội trong cái vụ án, trong cái vụ kiện tụng của chị, là một cái người ở trong cuộc, chị hiểu được chị bị tổn thất, chị bị mất mát như thế nào, chị mong chờ cái gì ở phía cơ quan công an, và rồi cuối cùng ngày hôm nay chị nhận một kết quả như vậy, chị có đắng lòng không, chị có đau lòng không, và người ta nói rằng ông Võ Hoàng Yên vô tội, chị suy nghĩ như thế nào? Có nghĩa là đối với dư luận ngày hôm nay, chị là người vu khống cho người ta đó, chị bị thiệt thòi, chị bị mất tiền, nhưng mà cuối cùng chị thì chị nhận lại cái kết quả là gì? Dư luận nói vào, người ta cười chê chị, người ta cười chê chị là bởi vì người ta nói chị bị dạy trai, bởi vì chị mê trai cho nên là chị dâng hiến tài sản, rồi bây giờ là chị không đạt được cái mục đích của chị, xong rồi bắt đầu chị đứng ra chị tố cáo, và bây giờ là ông Võ Hoàng Yên vô tội. Đối với cái vụ án của chị là ông Võ Hoàng Yên vô tội và công an không có truy tố nữa. Đó. Thì bây giờ chị đặt trường hợp của chị vào trong Tỉnh Thất Bồng Lai đi. Chị đặt trường hợp của chị vào ông Lê Tùng Vân đi. Có bao giờ chị đặt mình vào người ta không? Đó, ngày hôm nay chị đi hại người. Chị hại được người ta không? Chị hại được những người yếu hơn chị. Chị hại được những người thấp cổ bé họng hơn chị. Chị hại được những người không có mối quan hệ nhiều giống như chị. Đó, chị ngày hôm nay chị nhìn đi. Chị là một người gì? Một người CEO của một công ty du lịch Đại Nam, một công ty cổ phần lớn. Mà cái tiếng tăm của chị không có như vậy. Mà ngày hôm nay một cái Tỉnh Thất Bồng Lai nhỏ bé như vậy. Mà chị nỡ lòng nào chị ra tay, chị hãm hại người ta, chị tố cáo, chị vu khống người ta. Một cái con người nhìn có vẻ mặt đẹp đẽ như vậy, trí thức như vậy, mà lại ngày hôm nay đi vu khống hại một cái nhóm người. Cái kết quả của chị là sao? Chị nhận lại là gì? Đó, ngày hôm nay chị cảm thấy là chị tức không? Chị ăn được, chị ngủ được không? Chị sẽ không ăn được, chị sẽ không có ngủ được. Hãy đặt mình vào vị trí của người ta đi. Một cái người vị trí bị hại đi. Đó, ngày hôm nay là Lê Tùng Vân và nhóm người của mình. Ông Lê Tùng Vân bởi vì ông lớn là được thả ra. Bây giờ những người thanh niên trẻ trong kia đang bị giam và chúng ta cũng không biết rằng họ đang bị giam và họ phía công an họ đối xử như thế nào. Đó, bây giờ là chị thấy rõ không? Chị trong cái quá trình chị làm chương trình là chị cũng biết rồi. Biết bao nhiêu người ta cũng tấn công chị. Biết bao nhiêu người ta cũng chửi chị quá trời. Và chỉ có chị mới biết được là thực sự chị có sai hay không. Chỉ có chị mới biết là chị làm cái gì mà thôi. Có nhiều người người ta nói sai cho chị, người ta không nói đúng, không nói đúng chị, người ta chửi chị. Bản thân chị buồn không? Buồn chứ. Vậy thì tại sao ngày hôm nay chị lại đi gieo cái nhân đó cho người khác? Chị lại đi phong vu khống cái chuyện của người ta? Bởi vì chị gieo quá nhiều cái nhân ác luôn. Nói về luật nhân quả đó. Chị dựng nên cái chị là CEO của một công ty Đại Nam phải không? Chị cũng có chùa chiền gì trong đó phải không? Có, nhưng mà tại sao chị đi gieo quá nhiều cái nhân ác vậy? Chị gieo quá nhiều cái nhân ác luôn, gieo cho người ta gì? Sức bất sang ban, gieo cho người ta những cái sự nghi ngờ, hoài nghi. Và chị không có cơ sở. Và ngày hôm nay chị gieo cái nhân ác nhiều như vậy thì đến lúc chị phải nhận cái quả đắng thôi. Đó, chị không hiểu được cái thiền ám. Và chị nghe dư luận nó lên tiếng như vậy, chị nhào vô. Đó, cho nên ngày hôm nay chính chị phải là người nhận cái quả đắng. Và bây giờ có những cái con người đã nằm trong cái tầm ngắm của Cộng sản, của Công an Việt Nam rồi. Cho nên bây giờ họ bị bắt, họ không có tiếng. Tại vì họ là gì? Những cái nhóm hoạt động tôn giáo tự do. Họ không có tham gia vào giáo hội Phật giáo Việt Nam. Họ hoạt động tự do. Nhưng bởi vì họ tài, họ giỏi. Ở Việt Nam thì chị cũng phải biết rồi. Hả? Ai hơn họ là họ ganh tị, họ đố kỵ. Tài giỏi hơn là ganh ghét và chà đạp. Chà đạp người ta được xuống bùn sình nhơ, được bao nhiêu, càng mừng bấy nhiêu. Chà đạp để mình đi lên là đó là bản chất của một số đông người Việt đang sống tại Việt Nam. Và chị là một cái CEO của công ty du lịch Đại Nam và hơn ai hết, chị với chồng chị là biết được cái sóng gió cuộc đời. Chị biết được trong, chị là đó là cái công ty lớn và chị biết rằng là để có sự tồn tại ở trong đó là chị phải như thế nào, chồng chị phải như thế nào. Hả, giấy tờ, thủ tục, hả, đút lót, hối lộ, tạo mối quan hệ, đi đầu này nịnh, đi đầu kia nịnh là chị đã hiểu rồi. Sóng gió cuộc đời và có một giai đoạn là tôi nghe cái clip của chị nói rằng chị buồn, chị khóc, chị bất mãn cái chế độ, chị bất mãn cái xã hội này. Chị cái niềm tin công lý không còn nữa và chị sẽ dẹp cái công ty Đại Nam để mà chị sẽ cùng với chồng đi nước ngoài. Chị nói như vậy xong rồi một thời gian xong chị quay qua chị hại hết người này đến người khác. Tại sao chị không tập trung vô cái vụ việc của chị đi? Cái vụ việc của chị là ông Võ Hoàng Yên. À, Võ Hoàng Hoàng Yên đó anh chị. À, tại sao chị không tập trung vô? Để rồi chị đi lan man tùm lum tà la hết. Chị hại biết bao nhiêu người, rốt cuộc cái người bị hại
bị hại nhất dưới cái tay của chị, dưới cái miệng của chị là cái nhóm Tịnh Thất Bồng Lai. Khi mà chị nhận cái kết quả của ông Hoàng Yên đó, chị được phía công an báo cáo cái kết quả đó, thông báo cho chị kết quả đó, chị có ngủ được không? Tôi biết chị ngủ không được, ăn không được và ngủ không được. Chị nên nhớ, tôi nói với chị nghe, chị lớn tuổi hơn tôi, chị cũng 50 rồi phải không? Cho nên là chị đã, cái đường đời của chị đã trải qua nhiều rồi, tôi cũng có nghe ha. Thì ít ra cái đường đời của chị sóng gió trong gai như thế nào á, là chị đã trải qua nhiều và chị biết cái luật nhân quả, phải không? Ngày hôm nay cái luật nhân quả nó đến nhanh cực kỳ luôn, nó nhanh dữ lắm. Ngày xưa có thể là nó đợi từ thế, từ cái kiếp này qua cái kiếp kia ha, hôm nay làm ác thì cái kiếp sau mình sẽ làm gì để mình trả nợ lại, nhưng mà năm nay nó trả liền, cái thế hệ này, cái kiếp con người này nó trả liền luôn đó. Cho nên chị hại Thiền Am bây giờ đó, là cái cuối cùng cái kết quả nhận lại của ông Võ Hoàng Yên là gì? Ổng vô tội. Thì chị sẽ làm gì? Chị sẽ làm gì với lại ông Võ Hoàng Yên đây? Đó. Rồi phía công an thì sao? Phía công an ngày hôm nay thì bao nhiêu người người ta đứng lên, người ta nói, trong Việt Nam cũng đứng lên cũng nói rằng là ông Võ Hoàng Yên ổng khám bệnh cho con tôi không có hết bệnh, mà tụi tôi mất rất là nhiều tiền. Vậy thì nếu mà dựa vào cái lời nói của những người dân đó đó anh chị, thật sự họ, con của họ bệnh tật thiệt và họ có đưa tới gặp Võ Hoàng Yên thiệt để điều trị thiệt, và muốn gặp Võ Hoàng Yên để mà điều trị, nhận được sự điều trị từ nhóm người của Võ Hoàng Yên, thì họ đã phải đưa một cái số tiền khá lớn. Có trong ở Mỹ cũng có người lên nói, nhưng mà đến ngày hôm nay Võ Hoàng Yên vẫn tỉnh bơ không gì hết. Bây giờ nếu mà nói về cái vụ án của bà Phương Hằng, ông Võ Hoàng Yên trắng án đi, vậy thì những cái sự lừa đảo thật sự rõ ràng có bằng chứng của những người khác đó, và ông làm ảnh hưởng tới sức khỏe của bao nhiêu người đó, thì phía công an có làm việc không anh chị? Nó cho nên ngày hôm nay đó, chị hãy nhìn chị để mà chị thấy chị bớt hại người dùng. Những cái người ở Việt Nam là gì, có quyền lực, có quyền thế, có mối quan hệ thì thoát nạn, mà những cái người mà thấp cổ bé họng, không nịnh chính quyền đó, không luồn cúi, không a dua, không đi theo cái cơ chế của nhà nước cộng sản Việt Nam thì họ lại bị trù dập. Chị biết rõ hơn rồi chứ còn gì nữa, đúng không? Cho nên là khi mà ngày hôm nay, mấy hôm nay tôi nghe cái tin này, tôi nói thiệt với chị rằng là tôi nói rồi, chị thế nào chị cũng ăn không được, ngủ không được, tốn thời gian mấy tháng trời, gần cả năm trời luôn chứ mấy tháng gì, lên rần 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 kêu cái kêu ông Võ Hoàng Yên và nói là dư luận lên tiếng để mà ủng hộ chị. Ngày hôm nay rồi dư luận cũng ầm ầm luôn, mỗi cái chương trình của chị lên chị phát một cái là hả, trời đất ơi, mấy chục ngàn mấy trăm ngàn người theo gì theo dõi chị ở trên Facebook nó. Rồi rốt cuộc thì sao? Rốt cuộc thì mặc dù cho dư luận nghe chị nói vụ họ Võ Hoàng Yên và họ ủng hộ chị quá trời luôn, rốt cuộc thì sao, cái sự ủng hộ của dư luận đối với lại với chị nó có tác động được cái quyết định của công an không? Không. Tại chỉ có công an mới biết họ đang làm gì thôi. Chỉ có công an và ông Võ Hoàng Yên mới biết giữa họ có cái gì với nhau mà thôi. Vậy thì chị ngày hôm nay chị sống trong một cái xã hội mà luật pháp nói như vậy đó. Cái chữ như vậy tôi đóng ngoặc, tôi mở ngoặc đó. Chị hiểu sao chị hiểu? Thì chị ngày hôm nay chị đi hại người để làm gì? Tại vì chị đi hại người thì trước sau thì chị cũng bị người hại chị thôi. Đó là cái điều đương nhiên. Và cái điều đáng đáng thương ở đây là cái người người ta một cái nhóm mà người ta có cái đạo đức, người ta nhìn vào mình cũng đã thấy hiểu rằng đó một cái họ bị sự hãm hại bởi cái cơ quan đó, cơ quan gọi là cơ quan truyền thông, cái cơ quan báo đài của Cộng sản Việt Nam nó, hoặc là giáo hội Phật giáo Việt Nam, họ bị sự ganh ghét rõ ràng luôn. Tôi nhìn vào tôi thấy là có giáo hội Phật giáo Việt Nam là có một số người là ghét cái Thiền Âm rõ ra mặt luôn đó, và những cái bên giáo hội Phật giáo Việt Nam được sự tiếp sức, được sự ủng hộ của cái phía mà Đảng Cộng sản Việt Nam nữa, thì cái giáo hội Việt Nam, cái Tịnh Thất Bồng Lai là tôi nói thiệt với chị là không thể nào mà đứng vững được. Đã vậy chị còn tát vô mặt người ta nữa. Trời ơi, chị cũng là người mà đạo đạo Phật phải không? Mà tại sao chị tàn ác quá vậy? Ngày hôm nay cuối cùng gì, những bầu dầu đổ thì bìm leo. Chị nhìn đi ha. Cho nên tôi cảm thấy rằng là tôi thật sự tôi chia buồn với chị, tôi trách chị và tôi chia buồn với chị. Tôi ở bên ngoài tôi cũng nhìn vô được, tôi hiểu chị và tôi thấy ông Võ Hoàng Yên nhận cái bản án đó ngày hôm nay là thật sự là không có thỏa đáng chút nào hết. Tôi cũng biết cái điều đó. Nhưng mà chị đang đang gì, chị đã gieo quá nhiều cái nhân ác đi, quá nhiều cái nhân ác. Nó rồi cuối cùng thì sao? Hại hại không được, những cái người cần đáng bị lên án, bị trừng trị, đâu có ai bị trừng trị đâu, mà những cái người hiền họ lại bị mắc tội. Cho nên là chị, tôi nói thiệt với chị không, tôi không biết là chị sẽ còn nhận những cái quả gì nữa đây đó. Nó đó là đôi lời tôi gửi đến chị đó nha, chị Phương Hằng.